Chương trình Ân Nghĩa Quê Dừa Khát Vọng Dương Xa có ý nghĩa đặc biệt quảng bá hình ảnh của quê hương Bến Tre thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, giúp lan tỏa tinh thần yêu thương xứ sở quê dừa đến cộng đồng người Bến Tre đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, trong và ngoài nước nói chung, góp phần gắn kết tình cảm tương thân tương ái, hỗ trợ nhau cùng phát triển và hướng về quê nhà Bến Tre. Năm qua, bà con đồng hương Bến Tre đã dành nhiều tình cảm và có những cống hiến nhất định, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương Bến Tre, nhất là nhiệt tình hưởng ứng các chủ trương của tỉnh, ủng hộ các chương trình phát triển giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và công tác an sinh xã hội của tỉnh Bến Tre, với tổng số tiền đã thực hiện hơn 150 tỷ đồng. Chương trình đã làm cho rất là nhiều người háo hức mong chờ để đến tham dự. Là một người con quê hương Bến Tre, sinh ra tại Bến Tre và được đóng góp vào cho quê hương, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là hãnh diện và vinh dự để được cùng tất cả các anh chị đồng hương Bến Tre và doanh nhân Bến Tre mong muốn hướng về quê hương Bến Tre giúp đỡ an sinh xã hội và xây dựng cầu đường, xây dựng nhà tình thương tình nghĩa thật là nhiều, và mong những người con quê hương Bến Tre cùng chung tay hướng về Bến Tre nhiều hơn nữa. Chương trình Ân Nghĩa Quê Dừa Khát Vọng Dương Xa là nhịp cầu nối kết giữa các doanh nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước yêu mến quê hương Bến Tre, hướng tới đẩy mạnh phát triển kinh doanh và sản xuất trong tương lai, gắn kết với các hoạt động phát triển kinh tế của tỉnh nhà, góp phần tạo thêm sức mạnh tập thể, tạo thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình hỗ trợ bà con Bến Tre trong tương lai. Tôi rất là hân hạnh khi được tham gia cái chương trình Ân Nghĩa Quê Dừa của ngày hôm nay. Là một cái người con Bến Tre, tôi thật sự là hạnh phúc và vui mừng khi thấy được sự quan tâm của các anh chị ở tại thành phố Hồ Chí Minh để đưa những cái sản phẩm của quê hương giới thiệu với khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và do là được sự quan tâm như vậy nên là tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển những cái sản phẩm của quê hương Bến Tre ngày càng phong phú và chất lượng hơn. Không gian văn hóa dừa trong chương trình với nhiều gian hàng, trong đó có 10 nhà tài trợ chính của chương trình, cùng với các gian hàng sản phẩm mang đậm văn hóa quê dừa Bến Tre của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm trưng bày đa dạng ở các lĩnh vực, ngành nghề, hoạt động trên tinh thần tương trợ, gắn kết, đồng hành cùng phát triển. Là một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng muốn lan tỏa tới mọi người và lan tỏa tới Bến Tre và cả nước. Thì tham dự chương trình này, tôi thấy ban tổ chức rất là chu đáo, và một cái chương trình ở một cái địa điểm gọi là trái tim của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mong rằng cái sự kết nối của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre sẽ ngày một bền chặt và càng ngày càng giúp cho các doanh nghiệp phát triển nhiều hơn. Được biết, khoản kinh phí vận động được từ các nguồn tài trợ doanh nghiệp dành cho việc hỗ trợ, góp phần chăm lo đời sống bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Bến Tre, cụ thể như trao học bổng giúp đỡ cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học, vượt khó, xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, giúp đỡ cho các hoàn cảnh neo đơn khó khăn, tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, xây dựng và sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn. Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ân Nghĩa Quê Dừa Khát Vọng Dương Xa sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 7 tháng 1 năm 2024, được trực tiếp trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đài phát thanh và truyền hình Bến Tre và tiếp sóng trực tiếp trên các đài phát thanh và truyền hình của một số địa phương trên cả nước.